Từng chân bước thăm người, từng nền cầu thiết tha là
welcoming you to start it with a performance of beating drum. It is a traditional way of welcoming you. Let's enjoy.
Trọng kính Đức Cha Chủ Tế. Your Excellencies and dear Fathers. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà, anh chị em, khách riêng, các thành viên, dân chúa của giáo hạt Phú Thọ, còn được phép của cha quản hạt vắn tắt giới thiệu các đấng đến từ FABC để hiện diện trong khuôn viên của giáo xứ Phú Bình hôm nay, dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo hạt chúng ta cách riêng. Vì vậy, việc giới thiệu các đấng, chúng ta sẽ cho một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, trước hết, chúng con kính giới thiệu Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Next, may have the honor to introduce Most Reverend Hishinus Kim Hee-chung, Archbishop of Gwangju Archdiocese, South Korea. Thank you. Next, may I have the honor to introduce Most Reverend Prakash Malabarapu, Archbishop of Vikashapanam Archdiocese from India. We have the honor to introduce Most Reverend Thomas Elavanan, Bishop of Kalyan Diocese from India. And we'll have the honor to introduce Most Reverend Victor Gnapakragasam, Apostolic Vicar of Quetta Diocese from Pakistan. And then we have the honor to introduce Most Reverend Joseph Vaini Fernando, Bishop of Kandy Diocese from Sri Lanka. We also have the honor to introduce Reverend Father Lawrence Pino from India, Executive Secretary of the Office for the Clergy of the Federation of Asian Bishops Conferences. And we also have the honor to introduce Reverend Father Patrick Gomez from Bangladesh, responsible for the youth desk of the Lady and Family of the Federation of Asian Bishops Conferences. And then now we would like to introduce the one who is responsible for the Phú Thọ Deanery. It is the Dean Joseph, Father Joseph Phạm Bá Lam. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cho tràng pháo tay chào đón cha quản hạt chúng ta. Xin mời cộng đoàn an toàn. Your Excellencies, Reverend Fathers, it is a great honor for us to welcome a delegation of Federations of Asian Bishops Conferences in the occasion of the attending the 10th Federation of Asian Bishops Conferences Plenary Assembly, which is held for the first time in Vietnam. Trọng kính quý Đức Cha và kính thưa quý cha, thật là niềm vinh dự lớn cho cộng đoàn giáo hạt chúng con được hân hạnh đón tiếp một phái đoàn của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đến thăm nhân dịp quý Đức Cha và quý cha tham dự hội nghị toàn thể lần thứ 10 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam. On behalf of the community, the helpful of Phú Thọ Deaneries, we would like to offer you your love,
respect and joyful happiness in welcoming you here today. Thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo hạt Phú Thọ, chúng con xin dâng lên quý Đức Cha sự kính trọng và lòng yêu mến, cùng với niềm vui hân hoan được đón tiếp quý Đức Cha và quý cha hôm nay. Your Excellencies, Reverend Fathers, Ho Chi Minh City, Archdiocese, is the major diocese in Vietnam. The Catholic population is nearly 800,000 faithfuls living in 200 parishes, spreading in the Turung 14 deaneries. Our Phú Thọ deaneries consists of 45, 46 hundred thousand Catholics living fed in the 15 parishes. Trọng kính quý Đức Cha và quý cha, Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là một giáo phận lớn với gần 700.000 giáo dân, được chia thành 14 giáo hạt. Giáo hạt của chúng con là giáo hạt Phú Thọ, gồm 15 giáo xứ với khoảng 46.000 giáo dân. To provide the faithful with the liturgical and pastoral care, we have 18 diocesan priests, 2 religious priests, and 120 men and women religious ministering in various pastoral fields. The lay faithful activity participate in pastoral activities of their respective parishes. Concretely, we have 300 parish council members, 500 80 parish choirs and 8 lay associations. Để phục vụ anh chị em giáo dân, giáo hạt chúng con có 18 linh mục giáo phận, 2 linh mục dòng và 120 tu sĩ nam nữ hoạt động trong nhiều lĩnh vực mục vụ. Anh chị em giáo dân chúng con cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động mục vụ giáo xứ. Cụ thể là chúng con có tới 300 thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ, 500 giảng viên giáo lý, 80 ca đoàn, 8 đoàn thể tông đồ giáo dân. Since the year 2010, the Bishops Conference of Vietnam has especially called us, the faithful, to build up a church of mystery, communion, and mission. In particular, the bishops emphasize the communion in the church and encourage the lay faithful to participate even more actively in the life and mission of the church. Từ năm 2010, Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi tất cả chúng con cùng nhau xây dựng một giáo hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ. Các ngài nhấn mạnh đến sự hiệp thông trong giáo hội, đồng thời đề cao và khuyến khích sự tham gia của người giáo dân vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. It is in the spirit of Ecclesial Communion that we are very happy to welcome your pastoral visit. Once again, we would like to extend our hospitality, joy, and happiness in welcoming all of you here today. Chính trong tâm tình hiệp thông này mà chúng con hết sức vui mừng được đón tiếp quý Đức Cha, quý cha và quý vị thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đến thăm. Một lần nữa, chúng con xin bày tỏ niềm vui và hạnh phúc được đón tiếp cuộc viếng thăm hôm nay
xin quý đức cha và quý cha chúc lành cho chúng con. Your Excellency, Bishop Joseph, the parish priests of this parish, and all the priests, sisters, brothers, and all the lay faithful of this parish, we are very happy to be here. Thank you for your warm and cordial welcome. Trọng kính Đức Cha Giuse, kính thưa quý cha, cách riêng cha sở, nhà thờ, giáo xứ Phú Bình ở nơi đây, cha quản hạt, kính thưa quý ông bà, anh chị em, những người đang hiện diện nơi đây, chúng tôi rất lấy làm hạnh phúc được hiện diện giữa quý ông bà và anh chị em. From the day one after arrival till today, we are filled with joy and happiness because of the respect and love and hospitality the Vietnamese people have been extending to us. Từ ngày đầu tiên cho đến ngày hôm nay, chúng tôi rất lấy làm vui mừng, cảm nhận được sự kính trọng, niềm vui và sự hiếu khách của quý ông bà và anh chị em. For all this, come on. Come chúng on. Tôi xin được nói lời cảm ơn. Come on, yes. As you know, over 100 delegates from different Asian countries, cardinals, bishops, priests, and lay people have gathered in Suan Loc Diocese in the seminary for the last 6 days. And we know there is a big history for Vietnam Church, like many other Asian countries. Long history. Quý ông bà anh chị em biết, một hành trình dài trong những ngày vừa qua, trong từ phái đoàn của chúng tôi có Đức Hồng Y, có các Đức Hồng Y, có các Đức Giám Mục, có các cha, có cả những người tín hữu giáo dân, trong tư cách là thành viên của FABC, tức là Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu, đã đến họp tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc và cũng là khu vực của chủng điện Xuân Lộc và trở về đây hôm nay dâng thánh lễ tại các giáo xứ thuộc các giáo hạt của Tổng Giáo phận Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. The main theme of our gathering and of our discussion and prayer has been in this year of faith, the new evangelization that Holy Father is calling upon us. How we in Asia, in different nations, how we can contribute and continue the evangelization mission that we have as a church. Quý ông bà anh chị em biết đấy, một trong những ý tưởng chính của đề tài là làm sao để chúng ta tân phúc âm hóa môi trường sống của chúng ta, và cũng có thể nói thêm là mục đích của FABC là đối thoại với các nền văn hóa, là đối thoại với các tôn giáo bạn và đặc biệt quan tâm đến người nghèo. As we, the bishops and other delegates, were enriched by the deliberations, the discussions and the conclusions of this our meeting here, I'm sure and want to wish and pray that FABC, Federation of Asian Bishop Conferences, and all the Christian Catholic communities in Asia will continue to live our faith in a convincing way and spread this faith
and live this faith among others in the name of Christ, for the Christ, and for His gospel. The conclusion is how with the Asian countries facing so many challenges, we should continue our mission of evangelization. Và chúng tôi cũng đã đi đến kết luận sau những cuộc họp là cũng là xem coi những thách đố của cuộc sống, và đặc biệt cụ thể tại Việt Nam, chúng ta sẽ trực diện với những thách đố của cuộc sống để sống niềm tin của chúng ta, để trải rộng niềm tin của chúng ta và giới thiệu niềm tin ấy cho những người xung quanh. As we go back tomorrow to our own places, we carry with us a lot of happy memories of Vietnam and happy memories of you and your welcome for us this evening. Và chúng tôi đã có những kỷ niệm rất đẹp, những người Việt Nam vui vẻ, và một ký ức của chúng tôi có về dân tộc Việt Nam. Happy memories. Và có những ký ức tốt về dân tộc Việt Nam, về con người Việt Nam. Thank you once again. Come on. Cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, và lời mà chúng ta vừa hát đó là lời ca nhập lễ mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã nhắn nhủ chúng ta. Anh em hãy vui lên, tôi nhắc lại, anh em hãy vui lên trong Chúa. Chúng ta vui là bởi vì Chúa sắp đến trong ngày lễ Giáng sinh, và Chúa cũng đang đến với chúng ta qua nhiều những cái biến cố của cuộc đời. Nhưng mà hôm nay giáo xứ chúng ta đây lại có một cái niềm vui hơn, là có các giám mục của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu sau khi đã họp và đã đến thăm viếng chúng ta cùng dâng lễ với chúng ta. Chúng ta trước hết là tạ ơn Chúa về bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Đặc biệt Chúa đã cho các giám mục của chúng ta được tham dự cuộc họp tại Xuân Lộc và có kết quả rất là tốt đẹp. Chúng ta còn cảm tạ Chúa bởi vì Chúa quy tụ chúng ta chiều hôm nay ở đây để cùng với các ngài cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho hội thánh được luôn luôn tăng triển, và nhất là cho việc truyền giáo tại các nơi được mọi sự tốt đẹp như thánh ý Chúa muốn. Vậy giờ đây, trước khi dâng lễ, mỗi người chúng ta thành tâm ăn năn thống hối về những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế, xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Sophonia. Gieo vui lên hỡi chiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào nhà Israel hỡi. Hỡi chiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngài phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem: Này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Đó là lời Chúa. Mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu cẩn, van xin và tạ ơn, mà giải bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chúa,
Bấy giờ dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa. Họ hỏi ông rằng: chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Ông bảo họ: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Binh lính cũng hỏi ông: còn anh em chúng tôi thì phải làm gì? Ông bảo họ: chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Hồi đó dân đang trông đợi và trông thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Mêsia. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Đó là lời Chúa. Your Excellencies, Reverend Fathers, and all the people of God. Trọng kính quý Đức Cha, kính thưa quý cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. In the tradition of our church, today is called Gaudete Sunday. Theo truyền thống của giáo hội chúng ta, hôm nay gọi là Chúa Nhật màu hồng, Chúa Nhật vui. And indeed, this evening, in this very place, at this very time, we are very joyful celebrating our mystery in faith. Và quả vậy, chúng ta rất vui mừng để cử hành mầu nhiệm đức tin. In this joyfulness, we recognize your presence among us, dear bishops and pastors. Trong niềm vui này, chúng ta thực sự cảm thấy với sự hiện diện của quý đức cha, các cha và tất cả chúng ta. And that makes the prophecy of the prophet Zephaniah ring even louder in our heart. Fear not and rejoice. Be courageous. Và thực thế chúng ta như được cảm thấy sống động lời của tiên tri Zephaniah rằng: hãy vui mừng lên, hỡi con cái Sion. Do not fear. Đừng sợ. Be courageous. Hãy can đảm lên. That feeling is reaffirmed once again by the presence here as a church, the Asian church, among people of God. Cảm xúc ấy như được tái xác định, tái cảm nhận trong lòng của mỗi người chúng ta với sự hiện diện của tất cả các đấng bậc và chúng ta hôm nay. We recognize, though you would not dare to claim yourselves as St. John the Baptist, but we recognize you among us in the role of St. John the Baptist. Và chúng ta
chúng tôi cũng cảm thấy vui mừng nhận ra Gioan Tẩy Giả trong hình hài các đấng có ở nơi đây. And so, as the people of old came to St. John and asked him, "What should we do in preparing for the coming of the Savior?" Và thật vậy, có nhiều người đã đến với Gioan Tẩy Giả để hỏi liệu chúng tôi phải làm gì để chuẩn bị con đường cho Chúa đến. Today we pose the same question to you as our bishops and our pastors. Cho phép chúng tôi hôm nay cũng được đặt câu hỏi ấy kính lên quý đức cha, quý cha và anh chị em. Knowing that in the past week you have discussed many issues in our church. Ý thức rằng quý đức cha và các cha trong tuần vừa qua đã bàn bạc đến nhiều vấn đề liên quan đến các giáo hội tại Á Châu và cả cách riêng giáo hội tại Việt Nam. And we trust that you have discovered some answers for us. What are we today to prepare for the Lord to come to us? Và quả thực, quý đức cha và các cha cùng các vị đã làm giảm bớt đi những lo âu của chúng con trong những ngày này. Through your teaching, exhortation, sometimes chastisement, we learn of God's presence and God's word among our daily life. Qua những lời giảng dạy, giáo huấn, giải thích của quý đức cha, các cha, chúng con cảm nhận được giúp chúng con trả lời được khi phải trực diện những thách đố của cuộc sống hôm nay.